Mến chào quý vị và các bạn. Thì mình đang đứng ở đây là khu du lịch Bỏ Hoang. Thì ở đây là cái khu này rất là đẹp luôn quý anh chị. Ở đây là kêu bằng Yêu Nguyệt Sơn Trang. Bây giờ mình mời quý anh chị cùng khám phá khu du lịch này đẹp cỡ nào ha. Thì mình nghe quý anh chị đây nói là ban đêm ở đây rất là rùng rợn. Mình muốn vô trải nghiệm quý anh chị. Ở đây là cái khu du lịch mà ở đây là nằm giữa cái cồn quý anh chị. Ồ, nhìn thấy hình như là có ai giăng lưới. Giăng lưới bắt cá. Ở đây mình nghe nói là Bỏ Hoang cách nay cũng khoảng 3 4 năm quý anh chị. Ồ, cây nhãn mà nó xù lên một cái khủng khiếp luôn. Nó xù cái da lên quý anh chị. Quá trời luôn. Ở đây là tới khu cái nhà này là kêu bằng nhà ăn uống hay sao. Khu này là mình thấy là họ bỏ ra là tiền tỷ quý anh chị. Mua đất và cất một cái nhà, nhiều cái nhà giống vậy để mình khám phá hết cái khu nhà này ha. Và tối hôm nay mình sẽ thử thách sống ở đây cỡ vài tiếng quý anh chị. Trời ơi con dán kìa. Gì vậy? Mình mới nghe cái con gì nó bay qua đây quý anh chị. Ở đây theo mình đoán là tôm cá có rất là nhiều quý anh chị. Wow, cây nhãn cây nào nấy quá trời bự. Ồ, vô đây cảm thấy mát mát ta. Cái nhà này quá đỉnh luôn. Lợp bằng lá xé quý anh chị. Thay mình đón cái khu du lịch này họ làm bị vắng khách rồi họ bỏ quý anh chị. Mình mới nghe cái gì róc róc ở bển. Nó có tổ chim hay gì ta? Tổ chim. Ủa? Cá hay con gì mà nó phóng nghe đùng đùng luôn quý anh chị. Bên đó là chiếc xe mình đang đậu. Hồi nãy không biết làm sao mà trên cái hình ảnh mình thấy nguyên một đốm luôn. Mình mới lau lau của nó hết. Hết hồn hết vía chứ. Ồ, đây ổi người ta đang bọc. Có ăn được chưa ta? Ăn được quý anh chị. Mình đây có cây cốc luôn.
Trời ơi, nhìn nhận quý anh chị coi nè. Nghe tiếng động. Đó. Trời ơi. Chu qua con nhìn nhận chắc cú. Nhà quá bự. Mình từ ngày làm YouTube tới giờ mình mới quay được một cái nhà nó to lớn như thế này quý anh chị, cái khu du lịch chứ. Mình nghe gì xào bên đây vậy ta? Wow, ở bên đây có cái võng luôn, hai cái luôn quý anh chị ơi. Nơi để xe của khách. Trời ơi, cái nhãn quá to luôn. Ban đêm mà để cái võng vậy. Ở đây ban ngày nằm nghỉ trưa rất là đã tuyệt vời luôn quý anh chị. Còn đó là gì ta? Có phần để họ trồng hoa kiểng hay sao? Còn đây là đi đâu? Để mình tham quan hết cái khu Yêu Nguyệt Sơn Trang này nha quý anh chị. Ồ, không biết cái máy mình bữa nay sao nó kỳ vậy ta? Thấy nguyên đốm luôn quý anh chị. Chắc có lẽ nãy giờ cái cam của mình nó bị dính mùi xương hay sao quý anh chị, nãy giờ nó ố hoài. Bây giờ mình mới chỉnh lại nó rất là đẹp. Còn cái đèn chở sáng của mình hết pin, bữa nay mình quên sạc luôn. Mình vô đây mình quay cảnh là mình chỉ quay bình thường vậy nó mới đẹp quý anh chị. Mình đi dài dài ra phía bên đây luôn ha. Coi cái khu này rộng lớn cỡ nào. Cái khu này mình nghe nói là dung dứt là khoảng cỡ 8 công đất quý anh chị, 8.000 mét vuông. Ở đây có một cái nhà bảo vệ, mình thấy có đốt đèn nhưng mà họ không có ngủ quý anh chị. Theo mình nghĩ ban đêm họ cũng sợ ma. Họ có thể sợ ma quý anh chị. Wow. Ở đây cây cối quá trời luôn. Thấy gì bóng trắng đó à? Hình như ở đây là đi ra mà ngoài sông quý anh chị. Thôi giờ bây giờ mình đi vô ha. Đi qua bên đó. Mình mới nghe cái gốc quý anh chị, gọi điện thoại của mình có ai điện luôn nữa. Là mình điếng hồn luôn. Khu này không biết phải 8 công hay không, mình đoán thôi. Chắc có thể 8 mẫu quá. Chứ 8 công thì đâu có bự quý anh chị. Hồi nãy mình có đi vô cái nhà này chưa ta? Hình như là chưa hay sao quý anh chị. Ồ, có nhãn luôn. Có thể là anh giữ kho, anh giữ ở đây, anh bảo vệ ở đây, anh hái nhãn vô quý anh chị. Rồi, hồi mình hái nhãn qua bảnh mình mời quý anh chị thưởng thức ha. Ồ, nhãn này có lý à. Ồ, cái nhà quá bự luôn. Cái nhà nghỉ ở dưới sông, ở dưới cái ao chứ. Có camera đầy đủ luôn.
Ở đây ban đêm ban hôm là không sợ mất đồ quý anh chị. Cân của họ vẫn để đây và đồ đạc vẫn còn nguyên. Bên đây là lưới của anh bảo vệ để chăn lưới bắt cá ở khu này quý anh chị, hay là bắt ở dưới sông hay sao. Lưới này bắt cá cũng hơi lớn à. Với cái ao này nãy giờ là mình nghe cá nó ụt rất là nhiều. Theo mình đoán là cái ao này có cá bự, cá to. Bây giờ mình đi dài dài qua bên cái dãy nhà đó coi họ có mở cửa hay không ha. Trời ơi, khu này quá rộng. Vì sao có nhà gì mà họ bỏ bị mục quý anh chị. Trời ơi, có hai bình nước lọc hay gì á. Còn motor nguyên cái còn nguyên đây luôn. Không sợ mất. Ở đây ban đêm ban hôm mà không ai dám vô. Máy này là máy rửa xe hay sao đó quý anh chị. Họ xài bằng kéo bằng máy xăng. Mình mở cái phòng thử vô được. Không, họ phá lại. Trong đó mình thay mình đoán là đồ trong đó có rất là nhiều, thành ra họ phá lại quý anh chị. Ở đây cũng phá luôn, ở đây cũng phá luôn. Cứng lại hết. Phá hết. Nghĩa gì cạch vậy ta? Phá lại hết quý anh chị. Trời ơi, cái nhà bị nứt. Ở đây là phòng gì vậy ta? Đừng nói toilet nha. Đúng rồi. Trời ơi, đóng gông. Cá ụt quá trời luôn quý anh chị ơi. À, ở đây chắc có thể nuôi cá gì đây. Họ hái cái bông bông súng họ cho cá ăn quý anh chị. Phá lại hết này. Trong này theo mình đoán là để chứa ba cái đồ đãi tiếp khách đó quý anh chị, chứ không có cái gì quý giá đâu. Nếu mà có là họ đem về hết. Trời, trò này chứa củi hay sao đó quý anh chị. Nghe gì sẹt vậy ta? Vừa giống
Còn hai bình này bình gì ta? Nước lọc hay sao đó quý anh chị? Đừng nói hai cái bình chứa quá chất nha. Còn cái nhà mà có bốn cái chân này là theo mình đoán là cái nhà để xử lý nước lọc quý anh chị. Ôi, đi nó dậy ra mồ hôi. Còn ngoài này thì ủa sao có một cái dãy nhà bên nữa ta? Rồi không biết cái nhà bên của mình có vô được, trải nghiệm được hay không. Để mình đi gọi bệnh quý anh chị. Cái khu du lịch này nếu mà mở hoạt động lại dẫn đất theo mình đón, ở đây rất là tuyệt vời quý anh chị. Trời ơi, cái nhãn quá to luôn. Mình gọi như có gặp cá không? Nghe gì ở ủng bánh vậy ta? Lưới này có thể là người ta bắt cá, người ta bỏ vô, người ta gọng quý anh chị để tiếp khách. Trái bưởi nhà này nhà nghỉ hay sao vậy ta? Vô đây nghe mùi gì vậy, hôi vậy ta? Hôi quá trời quý anh chị. Nhà đừng nói nhà vệ sinh nha. Trời ơi, quá hôi luôn. Mình quên đem khẩu trang mới ghê chứ. Hết hồn chứ. Nghe gì ta? Nhà này lúc trước có camera đầy đủ quý anh chị. Camera giám sát hàng sao? Trái gì nữa rớt không biết, hay là cái nhãn hay gì á. Nhà này không hôi, nhà bên kia hôi khủng khiếp. Có nào gọi đây gặp nó xỏ tóc hay không ta? Không ai vệ sinh, bỏ quan. Nhìn thấy ở ngóc luôn quý anh chị ơi. Còn nhà đây là nhà gì? Ồ. Nhà này nuôi gà hay sao ta? Thấy có trấu rồi nè quý anh chị. Dám lắm à. Nhà nuôi gà.
Ở đây nếu mà mình trải nghiệm ở đây cũng lý tưởng quý anh chị. Cái nhà này là mình thấy giống như cái nhà ngày xưa của những cụ già xưa quý anh chị. Vẫn còn chắc. Trời ơi, nằm đây kiến vàng chắc nó cắn chắc chết. Té đáy luôn. Còn bên đó là nguyên một cái vườn trái cây khủng khiếp. Nhãn có. Cái gì vậy? Hình như vong mới chọi mình hay sao quý anh chị. Nghe lóc cốc lóc cốc. Bây giờ mình thấy chỗ này thích hợp để trải nghiệm ban đêm quý anh chị. Thử thách sống với ma trong cái nhà này. Nhà này là mình thấy lý tưởng. Nhà này là ở phía sau, ở cặp máy sông. Không có liên quan đến cái những cái chỗ nghỉ ngơi của khách sạn ở trên. Thì mình quyết định mình trải nghiệm, mình thử thách sống ở đây khoảng cỡ vài tiếng nha quý anh chị. Bởi vì mình thấy mình mới vừa vô khám phá cái phòng này là mình nghe cái tiếng động nghe lóc cóc lóc cóc. Cái nhà này là hình như là cái nhà chăn nuôi hay sao. Thì mình thử thách ở đây không có liên quan đến chỗ người ta tiếp khách ở trên cái khu du lịch quý anh chị. Mình làm ở đây là thích hợp nhất. Và ở ngoài kia có một cái mé sông nữa. Cũng như là ở đây là nằm giữa đảo quý anh chị. Hai bên là sông nước không à. Rồi mình trải nghiệm ở đây ngay đây quý anh chị. Rồi. Thấy này tưởng đâu cái con gì chứ. Dẹp xa xa ra chắc cú, sợ cái con này con kia nó sợ như khi con gắn là nhất. Vừa hổm có một bạn ở chung xóm của mình đi bắt ong bị cái con ngắn lục đuôi đỏ nó vọt vô, đi bệnh viện cấp cứu không kịp là mất mạng quý anh chị. Hết 9 triệu làm hình như mấy ngày mới về, đi khóc quá trời luôn. Ấy nói làm cả năm trời dư không được 9 triệu mà vô bệnh viện chút xíu đứt 9 triệu. Bữa nay mình có đem đồ ăn đồ uống theo luôn. Bởi vì ở đây là ở bên cồn quý anh chị. Không có ai bán đồ ăn đồ uống đâu. Mình bữa nay mình tranh thủ mình đi mình cũng chưa có ăn uống luôn. Quá mát. Đây quá đỉnh quý anh chị. Rượu rót chỉnh vậy ta. chưa có nằm nữa mà nghe tiếng động. Có chắc không đây. Không biết có chắc hay không nữa quý anh chị, cái cây này quá nhỏ luôn. Theo mình nghĩ nằm là chắc được.
ở đây cũng như ở giữa đảo, gió mát mẻ. Hôm nào mình có rảnh mình qua đây mình quay cái lúc ban ngày ha, cho quý anh chị xem cho vui. Mình mua đồ ăn rồi qua. Mình khám phá ban ngày, mình kiếm mồi gì bán bén, mình qua mình chế biến quý anh chị. Mình lấy bếp ga ha, hay là bếp củi gì đây nè. À dạ. Đi nãy giờ bị mệt, cái thấy cái võng nằm cái hạch xuống cho nó đã cái lưng mà nghe róc rách róc rách cái bệnh với anh chị. Để mình lấy bánh, không có bữa nào không có cúng kiến với anh chị, mình chỉ ăn uống mình trải nghiệm thôi, đi vô khu du lịch mà. Trời ơi, cái gì vậy? Nè, cái máy quên sạc. Cái đèn chợ sáng quá dở. Quý anh chị cũng thấy ha. Không đến nổi. Bữa nay mình có đem nước theo, bánh. Quý anh chị nghe tiếng động cái gì rộc rộc không? Nước mình đem theo tới 3 chai luôn. Còn này bánh với quý anh chị. Bánh ông Lan. Nãy giờ cái cột này quá nhỏ luôn, có cùm tay. Nó bằng cây quý anh chị. Theo mình nghĩ bây giờ đói bụng ăn rất là ngon. Mình ngại nhất là đi vô khu du lịch mình cúng kiến này kia nguy hiểm lắm quý anh chị, sợ nhiều khi chủ nhà nó thấy. Tôi mời các con linh uống nước ha. Mời không nha. Rồi, mời các chị dì hướng bánh ha. Đó, mình mời sơ sơ vậy thôi. Người phước mặt mà hưởng xong rồi tới mình. Người phước mặt cũng như là ma vậy đó quý anh chị. Mình nói nôm na người phước mặt cho nó nghe nó dễ chịu. Còn mình nói ma nghe sao mà nó ớn ha. Rồi, ta chỉ ngửi hơi thôi. Tới hiệp vlog. Ăn. Ở đây một lần có thuyền luôn. Đặt cái vụ mình
Qua đây mình ăn uống là mình muốn lên thuyền mình đi ăn uống trên sông có luôn quý anh chị. Có nhạc luôn. Mời cả nhà ha. Hộp bánh bông lan 10k quý anh chị. Ăn đỡ đói. Không biết có nhiễm Covid hay không mà ho quá trời luôn. Có bụng ăn đã quá trời quý anh chị. Vòng vòng ở đây là không có một cái nhà luôn quý anh chị, nhắn que luôn á. Biết gì giờ ăn yếu sợ luôn. Bánh bông lan một cái mình ăn mới nửa cái muốn no. Lúc trên kia thì có nhà của anh chị. Bà con anh chị ta nói ngày xưa ở đây là không có điện đài gì hết. Đốt đèn dầu không? Mới có điện khoảng cỡ trên 10 năm. Quý chị nghe gì không? Làm như chuột chạy hay sao ta? Ừ.
mình mới thấy cái bóng đen phớt phớt ở ngoài chỗ bánh sông của anh chị. Không biết bóng gì đây, không biết. Rồi mình chỉnh máy à. Rồi mình đặt máy ngay đây quý anh chị ơi. Không biết bữa này sao mà ho quá. Có nhiều bạn kêu mình mặc áo tay dài mà mình mặc áo tay dài không quen. Gạch được quạch rồi ta. Ở đây theo ban đêm mình biết là không ai dám ở đâu. Ở về đang ngủ lúc ngoài kia quý anh chị, à, trong đây không ai dám ở hết. Lạnh quá, hút nước thuốc cho nó ấm quý anh chị. Từ ở Trà Vinh mình chạy đến cái cồn Cù Lao này là rất là xa quý anh chị. Mình không biết ở trên nó cái con gì mà nó chạy ngay sột sẹt qua luôn. Còn cái tiếng nhạc mà đang hát á là nó cách một cái cồn nữa quý anh chị. Bên đó hồi nãy cái chú ở trên kia chú chia sẻ là thêm một cái cồn gì trên đó mình quên. Ở đây sống mình thấy cuộc sống nó bình yên, không có tranh đua quý anh chị. Lúc ở đằng kia thì khoảng cỡ 300 m có nhà người ta ở, một bên phía mặt trời lặn. Khoảng 5 cái nhà là có một cái nhà, cũng như năm nhà mà có một cái nhà là có một chiếc ghe lưới. Ngày xưa nhiều lắm, ngày xưa đặt cái vô 10 nhà là có 10 ghe lưới, nhưng mà bây giờ ít ghe lưới, bây giờ làm lỗ lã người ta bán, còn ít ghe lưới người ta đi làm ở ngoài biển quý anh chị. Ghe nào mà lớn lớn thì ra biển lớn, còn hay là biển Đông hay là biển gì đó mình cũng không biết. Còn ghe nào nhỏ thì họ đi mấy cái sông nhỏ, biển nhỏ. Cái gì ta? Không biết quý anh chị nghe không? Ở đây gió rất là mát luôn, gió rìu rìu.
Mấy đêm trước mình có lại khách sạn, mình làm clip cái lúc mà mình đặt cái máy bị hình như bong xô hay sao quý anh chị, bị gãy cái chu mít luôn. Ban đầu thì nói chuyện lớn, nhưng mà chập cuối là có nhiều bạn nói anh Hiệp nói chuyện nhỏ quá, không nghe rõ, là lúc đó là cái mít nó không có thu được quý anh chị. Là lúc đó mình rút cái chui mít ra bỏ luôn. Mình quay sóng, cũng như ở trong cái máy quay phim mình nó có cái mít tự nó thu. Cũng giống như cái điện thoại của các bạn vậy đó. Nếu mà các bạn để gần, các bạn quay phim thì các bạn nghe. Còn đi xa thì mình nói nó không nghe. Nghe ít, nghe nhỏ. Cái gì ta, mình không hiểu đấy, chứ không hiểu tại sao mà trên nóc tôn mà con gì nó làm rụt rẹt hoài luôn, không lẽ trên có ma ta. Nhiều khi con chuột đó, nó biến ra thành con ma quý anh chị. Nó bò ở trên, nhiều khi nó dọa mình, nhiều khi nó biến răng gắn mình cũng không biết được. Có nhiều bạn nói anh Hiệp lên võng anh Hiệp phải bỏ cái dài. Có nhiều bạn nói đừng bỏ dài, bỏ dài rắn nó chui vô. Thì đúng, mình sợ nhất là con rắn với anh chị. Rắn đuôi đỏ bây giờ nó hiện diện khắp nơi. Hầu như chỗ nào cũng có hết. Như ở Trà Vinh là mình thấy là quê mình là ngày xưa đâu có gắn lục đuôi đỏ đâu, nhưng mà bây giờ vẫn có luôn. Trời ơi, ở đây mũi kinh khủng quý anh chị ơi. Ở đây nếu mà cái võng này mà không có cái mùng là xong luôn, khỏi nằm, không cách nào nằm nổi luôn. Nãy giờ mình trời, mình quay cho quý anh chị xem đi, vòng vòng dạo cảnh là mình bị mũi chích cái tay rất là nhiều luôn, chắc không khác mình mặc áo tay dài vô quá. Đó, quý anh chị có nghe con cá hay là con gì nó táp không? Mũi khủng khiếp mũi luôn. Lần sau nếu mình có qua đây là mình đem nhăn mũi theo quý anh chị cho an toàn. Mình có thể mình lấy ba cây nhang này mình đốt cho nó đủ mũi đi quý anh chị. Nhang thường hình như là mũi nó cũng đi, nhưng mà nó không có hiệu quả bằng cái nhang mũi. Mũi ngay do luôn á, cái mít của mình nó thâu được.
Tháng này mình nghe nói là bị tuổi trẻ bị bệnh sốt xuất huyết rất là nhiều. Bữa nay mình mới làm cái đồ cẩm nhang mà mình quên là... Trời ơi, mỗi con nào cũng nấy bằng đậu đũa ăn luôn quý anh chị. Thì ghê thiệt. Mình mới làm cái đồ cẩm nhang bằng cái ống tre. Để đây. Đuổi mũi bằng cách này là chắc cú nhất, an toàn nhất. Nhưng rẹt hoài cho ta. Bớt mũi của anh chị. Thôi rồi, mũi quá. Ghê ghê luôn. Cái nhà sau này con nhận linh thiệt. Nãy giờ mình nằm, từ cái lúc mà mình vô mình ngồi mình lấy đồ ăn mình ăn là tiếng động ở trên cái nóc suốt luôn.
Trời ơi, mũi khủng khiếp quý anh chị, chưa từng thấy. Hết hồn anh Diễn. Con cá nó ụt quá bự. Không biết cá nha. Cá ma hay là cá gì vậy không biết. Trời ơi, cá giống hai lớp mà nó nghe. Nghe nó kêu nghe dèo dèo. Mà nó chích không biết được hay không. Thay mình nghĩ chắc nó chích không được quý anh chị. Gì vậy ta? Mình nghe cái gì nó sạc quá anh chị. Mình nghĩ ai chọi mình cái gì vậy? Hết hồn chiếu quá anh chị. Hình như con gì nó rung. Đâu có miếng gió nào đâu quý anh chị. Mà mình nhìn nó thường là không thấy gì hết. Để mình là quét bằng cam ở ngoài coi có thấy gì hay không nha quý anh chị. Còn nó to nãy giờ nó làm rọc ở trên này suốt luôn.
Mình nhìn ở trên máy mình thấy cái đốm trắng trắng quý anh chị. Trời ơi. Rồi bên kia tiếng động có cá nữa. Trời ơi. Quý anh chị nói thấy quông đừng có chạy. Bây giờ mình rồi mạng mình quay cho quý anh chị xem ít phút. Bóng trắng tát luôn quý anh chị thấy không? Cái quông nãy đứng đây đâu ta? Chắc có thể nó biến quý anh chị. Bây giờ mình có thể kết thúc clip tại đây ha. Cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe ha. Gì vậy? Thôi mình chạy về quý anh chị ơi.